Chào mừng các bạn đến với môn mỹ thuật lớp 8. Chúng ta biết rằng những cây xanh, chậu hoa luôn giúp cho không gian nhà của chúng ta đẹp hơn, trọc lành, tươi mát và đầy sức sống hơn, giúp chúng ta như hòa vào thiên nhiên mỗi ngày. Bên cạnh việc chăm sóc cho cây xanh, thì việc trang trí cho những chậu cảnh cũng vô cùng quan trọng. Để biết cách trang trí chậu cảnh sao cho đẹp mắt và ấn tượng, hôm nay chúng ta cùng đến với bài 4. Vẽ trang trí, tạo dáng và trang trí chậu cảnh. Chúng ta cùng quan sát một số chậu cảnh. Chúng ta thấy rằng chậu cảnh có rất nhiều loại với nhiều hình dáng khác nhau. Có loại to, nhỏ, cao, thấp, có loại miệng tròn, loại hình đa giác đều, vân vân. Họa tiết và màu sắc trang trí chậu cảnh cũng vô cùng đa dạng và phong phú. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tạo dáng và trang trí chậu cảnh. Đầu tiên là phần tạo dáng. Chúng ta ước lượng độ cao thấp, rộng hẹp của chậu cảnh định trang trí, rồi vẽ phát khung hình và đường trục. Tiếp đến chúng ta tìm tỷ lệ các bộ phận như miệng, cổ, thân và vẽ hình dáng chậu. Sau khi tạo dáng chậu cảnh, chúng ta bắt đầu trang trí, tìm bố cục và họa tiết trang trí thân chậu. Có thể chọn họa tiết phù hợp với dáng chậu và sắp xếp theo nhiều cách. Sắp xếp họa tiết xen kẽ, sắp xếp họa tiết đan nối, hay trang trí theo dạng đường viền, có thể vẽ cảnh hoặc trang trí theo mảng hình không đều. Sau cùng là vẽ màu. Chúng ta có thể vẽ màu theo ý thích. Lưu ý chọn màu phù hợp với họa tiết và không nên dùng quá nhiều màu. Sau đây các bạn cùng theo dõi cách cô tạo dáng và trang trí một chậu cảnh nhé. Thank you.
trang trí bằng cách vẽ lên thân chậu, chúng ta còn có rất nhiều cách trang trí thực cảnh như quấn bằng dây thừng, trang trí bằng vải ren, bằng kim tuyến, giấy báo cũ, có thể đính hạt, sợi, đá hay vỏ ốc, vỏ sò, và còn rất rất nhiều cách khác nữa. Các bạn có thể tìm hiểu và sáng tạo thêm. Sau đây là bài tập thực hành. Em hãy tạo dáng và trang trí một chậu cảnh theo ý thích. Bài học đến đây là kết thúc. Cô chúc các bạn có một bài trang trí chậu cảnh thật đẹp. Thoải mái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.